Xin chào tất cả anh em nha, đã quay trở lại với kênh tìm kiếm khám phá của mình. Thì kênh của mình là chuyên đi tìm vàng và tìm đá bằng dụng cụ chuyên dụng nha anh em. Là máy dò vàng thì mình nhập khẩu từ Mỹ. Anh em nào muốn tham khảo thì đăng ký kênh YouTube của mình và để lại địa chỉ số điện thoại để mình liên hệ lại nha anh em. Đó, thì trong quá trình hôm nay mình đi tìm đá quý trên suối anh em, thì mình có nhặt được cái viên đá này nè, rất là tròn, rất là đẹp. Vừa nhìn giống cục phân hóa thạch mà cũng vừa giống cái dương vật nha anh em. Đó, mình nói vui thôi. Đây là rất là bóng láng, rất là đẹp. Thì ở đây rất là nhiều đá sỏi và cũng như là đá quý thạch anh, nhưng mà mình đang đi tìm á, thì mình nhặt một ít mẫu về, mình lấy bút thử đá mình thử nha anh em. Nè, như cho mình cho anh em xem mấy cái dạng đá ở đây nha. Nè, đây là đá trắng nè, nó là thạch anh nè. Do ở đây trời đang chuẩn bị mưa cho nên là cái video nó hơi tối, anh em có xem thì thông cảm nha. Đây có những cái viên đá rất là đẹp đây nè, rất là láng, rất là đẹp. Thì nó chỉ là đá thường thôi, tại vì mình hay đi nhặt đá mình biết được, tuy nó đẹp, rất là đẹp nhưng mà nó không có giá trị. Cái loại cái dạng đá này gọi là ở chỗ mấy anh em hay gọi là mã não á. Ở đây thì rất là nhiều đây nè, đây nè, mình không phải lừa anh em nè, đây nè, xanh xanh tím tím đỏ đỏ nè, nhưng mà không có ai lấy hết thì nó cũng không có giá trị nhiều. Khi nào mà mình lấy cái này nè, mình đi mài tròn làm những cái hột chuỗi đeo tay á anh em, hoặc là đeo cổ nè, thì lúc đó thì nó sẽ có giá trị nha. Thì anh em nào cô bác nào có chuyên thu mua đá thì cứ liên hệ với em, ở đây rất là nhiều. Em nhặt một ngày thì cả tấn. Thì cái con suối này thì không phải ai cũng biết. Đây nè, như đây là một cái mẫu đá siêu cứng nè, trong suốt nhưng mà không biết có lấy nét được không. À, anh em xem một cái phiến đá mà nó mỏng như là lưỡi dao nè, đó, mỏng như là lưỡi dao, cầm rất là êm tay, có thể chặt đứt được những cái cây cỏ. Thì mình ngày xưa cái thời nguyên thủy không biết có thạch không, thì mình nghĩ là họ đi ra suối họ nhặt những cái viên đá mà vừa tay cầm như thế này nè, họ đem về họ đục đẽo cây cối anh em. Thì theo cái mấy nhà khoa học người ta nghiên cứu thì người ta phán đoán là như vậy, cho nên là những cái dạng như là đá thời mà nguyên thủy đồ cổ rồi đó, những cái phiến đá đó nó không có giá trị nha anh em, tại vì ở dưới nhà mình thì loại đá này rất là nhiều. Nhưng mà không phải là nhiều, là không phải là do mình nhặt ở suối nha, nhiều là do mình đi tìm được ở những cái hang động á. Hang động nó có những cái phiến đá như thế này nè, thì mình nghĩ là hồi xưa do mấy cái người khỉ đó người ta xài á, ở đù. Thì mình nghĩ đây là một khối đá quý này nè, nó rất là trong suốt nha, ở ngoài thì nhìn rất là trong suốt nhưng mà lên máy quay của mình thì không biết anh em nhìn thấy có rõ không. Ví dụ như là đây nè, ví dụ như đây là một viên đá gọi là đá tô ba anh em, nó không phải là thạch anh, nó cứng hơn thạch anh nhưng mà nó là gần dạng như kim cương nè, nó gọi là đá tô ba. Thì cái loại này mài đi lên mài dũa thì rất là đẹp, thì viên này có giá trị nè, mình sẽ lấy viên này về. Thì không phải là lúc nào mình cũng nhặt được những cái viên này đâu nha, rất là hiếm, không phải là hiếm mà là nó dạng nó ít cho nên mình rất là khó nhìn thấy nó. Nè anh em xem kỹ nè,
Thì mình dùng đèn soi xuyên, dùng đèn là soi có thể xuyên đó đó. Dùng nếu mà dùng bút thử đá thì lên 8 hoặc là 9. Loại này rất là cứng. Để mình đập thử cái viên đá tô ba này cho anh em xem nha. Để anh em hiểu hiểu được là nó cứng hay không. Đây là một viên đá bình thường nè, mình đập nè. Không xi nhê, không bể nha anh em. Mà cái viên đá này nó bể luôn nè. Đó, thì đó là cái bí quyết của mình đi nhặt đá. Thì do mình đi cũng nhiều năm rồi cho nên mình có kinh nghiệm, mình hiểu biết được nhiều về các loại đá hơn. Thì do mình nhìn thấy quen á, mình nhìn thấy quen cho nên mình biết được nó là đá gì đá gì. Như đây có một cái viên gì rất là đẹp nè. Ở đây thì viên nào cũng rất là đẹp. Đây là dạng mẫu đá quý này nha anh em. Mình không phải là mình đem ở trong túi ra mình rải xuống đây để mình câu view câu like đâu, mà thật sự nó là có thật. Đây nè, ví dụ như cái viên này nè. Thì cái dạng như là cái nó cũng gần như là như vậy đó, gần như là đá quý luôn đó. Mã não á, nhưng mà tại vì mình chưa tìm được đầu ra thôi. Nếu mà anh em nào biết được đầu ra thì gọi cho mình. Rất là nhiều luôn. Mình cũng không thèm lấy luôn. Mình thấy mấy anh em ở ngoài Bắc ở kia người ta nhặt rất rất là nhiều, nhưng mà mình ở trong đây thì ít người chơi đá, với lại mình ở trong trên vùng núi nữa. Nên là mình không không biết được đầu ra. Thì anh em nào có đầu ra được những cái phiến đá như thế này để mài hạt, mài chuỗi đeo tay đó, thì anh em liên hệ với mình. Còn anh em nào thích mà đi nhặt những cái viên này nè, để về là làm kiểng hoặc là bỏ vô hồ cá hay là lát nền, thì liên hệ với mình, đăng ký kênh YouTube của mình, rồi ghi nội dung mà anh em muốn muốn đi theo mình đó để tìm hiểu đó. Ví dụ như cho anh em xem cái viên này nè. Rất là láng, rất là đẹp luôn nè. Cái viên này thì mình nghĩ khi mà mài trái tim thì nó rất là hợp. Mài hình trái tim bỏ lên nhẫn hoặc là mặt dây chuyền đeo cũng rất là hợp. Thì đây là dạng mẫu đá đen, không phải là loại thường thấy đâu nha. Ở đây thì đá quý rất là nhiều. Tại sao mình nói như vậy? Tại vì như anh em xem bên đây nè. Anh em không biết anh em nhìn thấy có rõ không, nhưng mà bên đây nè, đó, cái lớp lớp đất nó sạt lở nè, sạt lở nè, còn cái lớp đá thì nó nằm ở dưới này nè, đó nó lộ ra cái lớp đá nè, anh em thấy không, dài dài lên đây luôn, rồi cây cối nó che phủ nè, thì có nghĩa chứng minh là chưa có ai khai thác nha anh em, chứng minh một điều là chưa có ai đến đây khai thác và cũng chưa có ai đến đây để nhặt những cái viên đá này. Bởi vậy ở đây rất là nhiều, mà cũng không phải là ai cũng biết được chỗ này, tại vì muốn xuống được chỗ này thì phải leo lên một con đèo cao, đi cả ngày là bụng đói luôn đó anh em. Đó, chứ không phải là nằm ở trên đường lộ, được quốc lộ hay là nằm ở trên một cái đường nào đó dễ vô đâu nha. Nó rất là khó đi. Cho anh em xem những cái loại mà trái cây dại á, mình nghĩ đây là do khỉ á, khỉ nó bích, nó hái, nó ăn á, rồi nó ăn không hết, nó làm rớt hoặc là nó dục bỏ. Đây là cái quả gì mình cũng không biết luôn, rất là to. Bí thì không phải bí, bầu không phải bầu, dưa gang hoặc là đu đủ cũng không phải. Nó là cái loại quả gì mình mới lần thấy, mới 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 thấy luôn trên rừng mà. Rất là nhiều cây lạ mình không thể biết được. Đây là dạng gần như ngọc nè,
gần giống như Ngọc. Thì khi mà đánh bóng lên rồi á thì còn gì đẹp bằng nữa đúng không anh em? Nên là anh em xem cận cảnh này. Nó cũng gần giống là như ngọc luôn đó. Cái này mà mài mài kim cương, mài hình kim cương thì cũng rất là sáng, rất là đẹp đó. Tại vì những cái viên đá như này nè, mình dùng bút thử đá mình đo lên được 8 và mình dùng đèn mình soi thì có thể nhìn thấu đó anh em. Đó. Anh em mà thích tìm, thích khám phá, thích kênh tìm kiếm khám phá của mình thì đăng ký kênh, mình dẫn anh em đi tham quan chơi. Không phải là một con suối này đâu. Mình còn biết được rất là nhiều con suối và có những bãi đá to hơn, hoàn toàn chưa có ai đến khai thác nha anh em, hoàn toàn chưa có ai đến nhặt, đó là hoàn toàn 100%. Đây là mình soi dưới đất cho anh em xem nè, đó mình có lừa gạt anh em đâu. Đây nè, đó mình đi sát đất một vòng cho anh em xem để anh em hiểu được là đá ở đây nó nhiều như thế nào. Mình thấy rất là nhiều kênh YouTube mà đi tìm hiểu và tìm kiếm đá đó, thì mình có xem những cái bãi đá của họ đi tìm á, thì nó chỉ là những cái loại đá đen đen như thế này thôi nè, rất là nhiều đen đen như này nè, rất là nhiều. Còn những cái mẫu mà đá trắng trắng như thế này nè thì rất là hiếm đó. Đây nè, nãy mình có gom được một ít. Đó, cho anh em xem nè. Nãy mình có gom được một ít các loại đá trắng để cho anh em xem và anh em hiểu được là không phải là những cái viên mà bé bé như thế này, mà thậm chí nó có những cái viên mà rất là to đó, những cái viên rất là to thì cũng rất mong là có anh em nào hỗ trợ mình tìm hiểu những cái thứ đá này và cũng như là tìm đầu ra, anh em mình cùng hợp tác nha anh em. Mình thì ở trong rừng sâu mình muốn lấy ra thì rất là cực, để lấy được nửa bao mà vác lên đầu thì có mà chết, cho nên mình chỉ nhặt những cái viên mà đá quý nhỏ 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 có giá trị thôi. Mình thấy ở ở các nước châu Phi, Pakistan nữa đó nè, họ lấy mấy cái mẫu này nè, họ để xuống suối họ đãi và họ lựa ra kim cương đó. Mình thì cũng đã từng lựa, đã từng đãi rồi và mình cũng tìm được một số sapphire và những cái viên thạch anh đầu nhọn đó anh em. Thì những cái viên đó đó mình bán được vì mình dễ bán, có người thu mua đó ở đây thì mình bán nó dễ hơn. Còn những cái viên kia thì mình nghĩ là phải qua sơ chế mài dũa đồ mới bán được. Rất là nhiều đây nè, mình hốt một nắm này mình đem xuống xuống dưới suối để cho anh em xem được là trong đây có gì. Nếu mà mình nhìn không rõ anh em, mình có làm rớt cái viên nào á, kim cương nào á, thì anh em nhớ comment phía dưới cho mình biết nha, để mình lần sau mình quay lại mình nhặt. Đây là mình hốt bừa nha, nếu mà có cái rổ để đãi thì mình nghĩ là sẽ tuyệt vời hơn. Đây là cho anh em xem nè, hôm nay trời
hơi âm u một tí, cho nên cái máy quay của mình nó cũng âm u theo luôn, không lấy nét rõ được cho anh em xem. Đó, hiện tại là trời đang mưa nha anh em, mình quay cho cái cảnh anh em thấy được là trời đang mưa nè. Đó thì mưa là đang mưa ở đây nè, mây nó đang kéo đến đây là từ từ nó sẽ mưa đến đây nè. Đó anh em nhìn rõ nè, mình ở đây một tí là khả năng là ướt quần ướt áo rất là cao, và khả năng ướt luôn quần xịp là cũng rất là cao nha anh em. Chắc mình phải đi tìm chỗ nào đó trú mưa, vì mình sợ ướt máy quay và ướt những cái dụng cụ mình mang theo nè, như pin rồi các thứ. Nhưng trời chưa mưa to thì mình tranh thủ mình quay cho anh em xem một số cảnh suối, cảnh đẹp ở đây. Đó, để anh em biết được là ở trong rừng sâu đây là một cái cây khô nhìn rất là đẹp, lý tưởng. Đây là những cái bụi cây dại đó nha anh em, cây rừng. Thì quay lại cái vấn đề lúc nãy là mình có nhặt được một viên này nè. Đó, rất là vừa tay, rất là láng, rất là đẹp. Mình nói thật chứ anh em, cái viên này nè mà mài cho nó thành một củ dương vật đó, rất là hợp lý luôn. Anh em nào dân chơi nào mà mài thành củ dương vật mà tặng người yêu thì còn gì tuyệt vời hơn, đúng không anh em? Có thể là 17 18 cm đó anh em. Đây nè, mình rửa sạch cho anh em xem nha, mình cũng chưa có rửa qua cái này. Anh em nào thích mình tặng luôn. Đó, anh em mà thích thì mình tặng luôn. Nhìn nó như vậy thôi, nhưng khi mà mình mài bóng ra thì chẳng khác gì mà đá quý cả. Tại vì mặt đá hoa cương như anh em thấy đó, mài ra thì nó rất là đặc, rất là bóng. Mình rất là thích cái viên này. Ở đây đá tròn vuông vừa tay thì rất là nhiều, nhưng mà lần đầu tiên mình gặp được cái viên đá dài như thế này nè. Đó, mình nói thật 100% anh em là thích, nhưng mà thích lấy để mài dương vật nha, còn thích lấy mà đem về chơi mình không cho. Tại vì khi mà mài thành dương vật rồi rất nhớ chụp hình cho mình gửi, nhớ chụp hình cho mình xem là kiệt tác của cái thợ mài như thế nào. Khả năng giống kim cương thô rất là nhiều. Mấy anh em mà xem nó trên 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 báo chí này kia mà cái viên kim cương mà chớp lấp lánh đó anh em, thì đó không phải là do cái cấu tạo tự nhiên của nó đâu nha. Đó là do người ta dùng máy mài, người ta mài hết rồi đó. Người ta mài thành một cái viên nhiều mặt như vậy để cho nó chiếu lấp lánh đó, tại vì đó là cái viên đá trong mà nó phải chiếu lấp lánh nó mới đẹp. Đó, anh em đừng có nghĩ rằng là kim cương ở trong tự nhiên là nó sẽ là như vậy nha. Nó cũng có như vậy nhưng mà rất là ít. Thì chủ yếu là do người ta thợ người ta mài lại thôi. Nè, như anh em xem một số phim Trung Quốc mà gọi là ngọc á, thì anh em xem đi. Đây nè, cho anh em xem nè. Đây là một viên đá bình thường nè. Còn đây là một viên đá mà mình vừa mới nhặt được nè. Mình mài một số lớp bảnh cho anh em xem. Nó chẳng khác gì là một viên ngọc cả. Nó không phải là ngọc bích nha, nó gọi là ngọc nâu thôi chứ. Mà nó thật sự ra mà lấy cái cục này mài cục này thì nó cũng rất là vô lý. Tại vì cái viên này nó cứng hơn viên này mà. Tại vì đá càng giá trị thì nó càng cứng. À, anh em xem cái tinh thể của nó nè. Khả năng là kim cương luôn đó anh em.
Mình nói thật đấy chứ không đùa đâu. Lấy nét rất là khó. Tại vì cái viên đá này vốn dĩ nó đã ướt rồi, nó không được khô. Nè anh em xem cái bề mặt cắt của nó nè. Nè. Chẳng khác gì mà bề mặt cắt của kim cương hết anh em. Nó hơi hơi ướt, anh em hơi khó nhìn một tí. Nhầm 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 anh ở trong đây rất là nhiều. Với lại cái tảng đá này về thì mình nghĩ là dùng đèn xuyên suốt đó, nhưng mà mình sẽ đem lên mình dùng búa thứ đá mình thử. Mình có nhặt được những cái viên như thế này rồi, mình thử đá rồi. Nó lên được 8 nha anh em. Gần đến 9 đó. Thì mình biết được rằng nó là một dạng đá quý. Nhưng mà mình không biết đầu ra thôi. Tại vì dạng đá quý này thì không phải là hiếm lắm. Nó dạng là đá quý thôi, nó không có hiếm bằng kim cương hoặc là sapphire, hồng ngọc nha anh em. Tại vì nếu có những cái viên kia thì mình ra được, mình có chỗ bán được. Còn những cái viên này là mình chịu thua nè. Thì những cái viên này anh em nào mà mài tượng Phật hoặc là hình Quan Âm nè thì rất là tuyệt vời luôn đó. Đó. Thì những cái thứ này ở đây rất là nhiều. Anh em nào thích thì lên lấy thôi. Rất là nhiều. Nhưng mà những cái viên to như thế này thì cũng khá hiếm. Còn những cái viên mà dạng như này thì nhỏ nhỏ như thế này thì rất là nhiều. Đây rất là nhiều. Đây. Đó, anh em có xem được video của mình thì nhớ đăng ký theo dõi cũng như là chuông thông báo, để lại cho mình một like, một comment và viết lại nội dung của anh em muốn gì để mình liên hệ với anh em. Còn anh em nào mà thích đi theo mình ngắm những cái bãi suối đẹp và những bãi đá đẹp thì mình sẵn sàng dẫn anh em đi. Nhưng mà dẫn anh em đi thì anh em phải chịu khó là qua một con đèo to tầm 3-4 giờ đồng hồ gì đó, chứ không phải là nó nằm ở trên đường quốc lộ mình chạy xe tới đâu nha anh em. Không có dễ dàng mà như vậy đâu, rất là cực khổ đó. Anh em có xem mấy cái clip trước của mình thì cũng biết được là mình đi rất là xa đó, chứ không phải là đi gần gì đâu. Mình nghĩ cái này giống kim cương đen luôn nè. Cũng như là đây. Mình không thèm lấy luôn. Tại vì sao? Rất là nhiều. Đây mình nhặt được cái viên này thì cái hình thù của nó nè. Cái dạng cái kết cấu của nó rất là đẹp nè. Cái dạng mà tự nhiên của nó nè. Rất là đẹp luôn. À đùn. Anh em xem để mình review cái viên này mình mới nhặt nè. Đây nè. Ở đây thì nó có một cái đốm đỏ nè, hạt đỏ nè. Ở trong đây nó có một cái viên mà giống hệt viên kim cương luôn nè. Khó lấy nét nhỉ. Trong đây nè. Thì những cái phiến đá mà nó mang cái kết cấu mà có những cái viên mà giống viên kim cương trong đây thì rất là nhiều luôn em. Mình nói thật đó, không có đùa đâu. Rồi, video của mình đến đây cũng khá là dài rồi đó. Mình quay trực tiếp, có nghĩa là mình quay không cắt ghép nha anh em. Tại vì mình cắt ghép video thì vẫn được. Tại vì mình ngày xưa cũng chuyên chỉnh sửa video mà. Nhưng mà khi mà mình đi nhặt đá thế này nè,
mình ghép video thì mình cứ nghĩ là anh em nói là cái thằng này nó ghép, nó dựng, nó rải đá lên, nhưng mà thực tế không phải nha. Mình quay mà trực tiếp một mạch như vậy đó để anh em dễ hình dung là mình đi là hoàn toàn là sự thật đấy nè. Thì nói chung là ở đây cũng nhiều lắm, nhưng mà mình có qua cái con suối bên kia thì mình thấy nó còn nhiều hơn ra bên đây nữa nè. Đây là như cái kết cấu nó, cái dạng này tự nhiên thì rất là đẹp. Rồi mình xin kết thúc video đây nha. Anh em xem video thì cho mình một đăng ký cũng như là nhấn chuông thông báo để đón xem những video mới nhất của kênh Tìm Kiếm Khám Phá. Thì kênh của mình là chuyên tìm kiếm khám phá những phong cảnh đẹp nè, chuyên đi tìm vàng nè, và chuyên chuyên đi tìm về đá, và mình chuyên chia sẻ thật lòng về nơi mình đi tìm nó. Như mình chia sẻ cho anh em là cái bãi suối đó, đó nó thì mình đứng đây mình chỉ như vậy thôi, nhưng mà có thể là ngày mai mình sẽ qua bên đó, mình lấy cái rổ mình qua đó mình xúc, mình sẵn có nước suối đó luôn nè, mình xúc mình sàng. Nhưng mà tại sao anh em biết mình không xuống đó không? Tại vì mình chỉ có một người thôi, còn cái con suối này chảy rất là xiết, lỡ có cái mệnh hệ gì đó anh em mà mình trượt chân hay là làm sao đó là mình sẽ đi luôn đó anh em ơi. Mình không có còn quay quay về đăng đăng YouTube cho anh em xem nữa đâu. Đó anh em nhìn xem cái con nước nè, đó đây là mình giục cái miếng này, miếng quả cây trái cây của con khỉ này nó ăn này nha, mình giục xuống cho anh em xem nha. Đó khi mà mình vừa vừa mới giục xuống á, vừa mới tiếp nước thôi là nó đã đẩy đi 2 mét rồi. Mà khi mà mình vừa nhìn thấy là đẩy đi xuống đây rồi, đây. Đó anh em hình dung như vậy thôi. Thì nói chung là nước chảy xiết cũng rất là nguy hiểm, mà leo lên núi cao thì cũng rất là nguy hiểm, kiểu nào cũng rất là nguy hiểm luôn em. Để mang những cái thước phim cho anh em xem như thế này thì rất là khó, tại vì ở trên đường đi hoặc là ở trên đường chạy xe thì có những cái bãi đá rất là nhiều. Mình không có vào đó quay tại vì anh em biết sao không? Tại vì mình nghĩ là những cái chỗ đó người ta đã đến, người ta tìm kiếm hết rồi, không có còn những gì mà quý giá để cho mình đến, mình để mình xem hết đó. Nếu mà mình đến đó mình quay những cái video mà video cho anh em xem chơi thì được, nhưng mà còn đá quý thì tuyệt đối là không có nha anh em. Tại vì lịch sử mà thời Pháp thời Mỹ rồi nó chiến tranh mình nè, nó đi khai thác thì mình nghĩ là những cái chỗ đó nó đã khai thác hết rồi, không có còn mà để cho mình để mình lấy đâu. Trừ phi mà mình đi vô sâu nữa, xa nữa thì may ra mới có thôi. Chứ mà mình thấy mấy anh em kia đi trên đường đi rồi đi trên mấy cái quốc lộ có những cái bãi đá nhô nhô mà thấy mấy anh em nhặt được kim cương đá quý trên đó đó thì mình cũng rất là nghi ngờ luôn em. Nè cho anh em xem lại nè. Mình vừa mới nhặt được nè nè. Lấy nét thì không lấy nổi. Ở ngoài thì rất là trắng, rất là trong. Nhưng mà vô trong video thì không biết anh em có nhìn ra không. Đây là một dạng đá tô ba. Nó bị bể ra từ một cái viên đá thế này nè, do nước nó chảy anh em, nước chảy nó mòn đó. Rồi nó rớt ra. Đây nè anh em xem lại nè. Thì cái viên nhỏ như thế này nè, người ta không có mài, không có dũa được cái những không có dũa, không có mài thành cái hình gì được hết trơn á. Tại vì nó quá trời nhỏ đi. Chỉ có để làm bỏ trong túi để làm kỷ niệm thì được thôi, chứ cái thứ này mà đưa cho thợ mài thì thua. Rồi, mình xin kết thúc video đây nha anh em. Mình kết thúc video cũng hơi nhiều tại vì mình thấy anh em quan tâm, anh em muốn hỏi thì mình chia sẻ thật lòng cho anh em thôi. Thì cũng mong anh em cho mình một đăng ký như là chuông thông báo để đón xem những video mới nhất của mình. Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video kế tiếp.